Chào em nha, mời anh em quay trở lại Leo Robot. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là mình sẽ tạm ngưng vấn đề review ha, sẽ vào vấn đề chính luôn. Nhưng mà trước hết thì mình thông báo cho anh em là hiện tại mình sẽ không nhận review nữa, bởi vì Zalo mình hình như nó gặp vấn đề rồi, không ai kết bạn được thêm nữa cả, để mình tìm hiểu coi là nó bị cái gì nữa. Thì cũng sẵn cái dịp này thôi, mình nghỉ một thời gian mình không review nữa ha. Dĩ nhiên là những anh em nào mà đã có gửi ID rồi thì mình sẽ tiếp tục review, nhưng mà trong cái khoảng thời gian này á, mà từ giờ trở về sau mà nếu như anh em nào có gửi ID nữa thì mình sẽ không nhận nha. Khi nào mà mình trở lại làm về cái chuyên mục review này nữa thì mình sẽ nhận. Còn những bạn nào mà được gửi trước rồi á, vẫn còn đang chờ ấy, thì mình sẽ là ráng làm cho nó hết luôn ha. Cho nên là anh em cũng hiểu cái vấn đề này thôi. Bên Zalo bây giờ mình cũng không biết là có vấn đề gì nữa đây. Đấy, chưa biết, có thể là do đầy bạn bè quá hoặc là một vài vấn đề nào khác mình cũng không biết. Nhưng mà thôi, tại vì hiện tại mình cũng nhận về nhiều ID lắm rồi, cho nên là tạm thời mình sẽ ngưng ha. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm robot đó là Newton nha. Đây là một trong những Titan mình cũng được yêu cầu nhiều, bởi vì anh em muốn xem lại là sức mạnh của nó có còn ổn hay không ha. Dĩ nhiên là bây giờ thì nói về sức mạnh ổn thì chắc chắn là không được rồi, bởi vì độ bền bị giảm này, sát thương kỹ năng nó cũng bị giảm luôn rồi. Chỉ có lượng hỏa lực là nó cao thôi, kỹ năng thì nó bị tăng thời gian hồi kỹ năng cho nên là nâng lên cũng rất là chậm. Đấy, vũ khí tích hợp thì nó vẫn như cũ thôi. Tại thì về tạo hình của Newton nó vẫn không thay đổi nha anh em, nói chung thì làm sao thay đổi được đó. Cũng chỉ có cái này thôi, ngày xưa Newton nó bá cỡ nào thì bây giờ nó yếu cỡ đấy anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ mang lại coi nó như thế nào, bởi vì đây là một trong những Titan điểm phòng thủ rất là cao nha, tới 200 điểm phòng thủ, và tay lái của mình cũng full rồi, cho nên sẵn ngày hôm nay mình làm luôn cái này. Đấy, mình sẽ thử nghiệm là súng lửa này, rồi Tumulus này đó, tiếp theo là Evora, Vaira này, và tiếp theo là súng mù nữa. Nói chung cái nào mình cũng có dùng súng mù ở trong đó để thử coi là nó có ổn hay không ha. Súng điện thì yếu rồi, súng điện hôm qua mình xài, theo mình xài rồi cho nên là chắc là mình sẽ không sử dụng súng điện lại, nhưng mà nếu như được thì sẽ dùng lại súng điện nha anh em. Đó thì đó chính là về cái đầu tiên khi mà mình thử nghiệm lại Newton, nếu như mà anh em ủng hộ ha. Đây thì đây chính là hai cái nòng pháo nhỏ, cái này chắc là cỡ nòng mượn không biết cỡ nòng bao nhiêu nữa, nhưng mà nhìn nhỏ nhỏ vậy chắc là cỡ nòng 50 mm rồi, cỡ nòng của chiếc xe tăng đấy nào. Mà anh em tưởng tượng chiếc xe tăng mà đậu trên con Newton này nó hơi nhỏ ha. Ok, đó chính là giới thiệu đầu tiên về Newton rồi. Ngày hôm nay mình có mang đến một cái bộ nữa, đó chính là Lin Zotun nha. Bạn có nhiều bạn comment trên cái này trên kênh mình là kêu Lin xài đó là đánh du kích đi. Ok, để mình thử coi nó như thế nào. Rồi ok. Đấy. Xài Amamilo luôn nha anh em. Tại vì mấy bữa nay mình phát hiện là anh em xài Lin Amamilo rất nhiều, cho nên là mình cũng thử luôn để cho anh em biết sức mạnh của nó trên con Lin nó có tác dụng gì hay không ha. Ok, bắt đầu thôi. Titan mới thì tầm thứ tư tuần sau nó sẽ về nha anh em, cho nên là khi nào nó về thì mình mới tính tiếp được, giờ mình không tính được đâu, mình không có chơi server test mà. Dạ, tìm trận lâu thế gì. Ok, mình sẽ cố gắng gọi Titan ra nhất có thể nha anh em, nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải test combo đó là Lin du kích này mới được. Ok, giành trụ trước, được một cái trụ là sẽ tăng điểm phòng thủ thôi. Ôi trời ơi, anh ấy làm gì đấy, anh làm gì đấy, anh trai, anh có biết là anh ẩu lắm không, anh ẩu dữ lắm luôn rồi đó, em nói thiệt. Thì mình có tăng cơ khá là ổn nha anh em, có tăng cơ rồi, bị dính 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 đạn là phải phải xếp liền chứ không là chết. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không chết kìa. Ôi trời ơi, cái đó súng điện ác quá. Lượm này, ôi trời ơi, không lượm được rồi. Từ nha anh em, đây là nhà của đối phương, mình không thể nào ẩu tả được đâu. Đấy. Ok, công nhận cũng ngon chứ anh em, combo này cũng ngon phết đấy chứ, đùa. Đúng không?
không lụm được con cà rốt đó là tôi sẽ chơi rồi đó nha. Để nha, mình sẽ đi giành trụ. Trong thời con lên này vừa vừa chơi vừa giành trụ nó ok. Nạp Titan cũng nhanh chứ bộ, đâu giỡn được đâu đúng không? Trời ơi không ăn được luôn kìa. Ây da, con cà rốt này có vẻ khá là dài. Ok nó chết rồi anh em ơi. Nào 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 nào. Team mình chơi khá hay. Một con lết cầm 3 khẩu đó là Chione và một cái à, tụi... Thôi, đừng ai bắn nó nha, đừng. Đừng 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 đừng. Em xin mấy anh đừng có ai bắn nó hết. Nó trả đam là em ngủm củ tỏi luôn đó chứ. Xem đây. Lụm nè. Ha. Ok anh em ạ, à, ngon nha. Đấy, sẵn đây thì mình cũng thông báo là giveaway nó vẫn chưa có nha. Tới giờ thì mình vẫn chưa nhìn thấy là cái giveaway nó xuất hiện nữa. Cho nên là thôi, nếu mà chưa xuất hiện thì thôi mình cũng không làm đâu. Mấy bữa nay thì biết nó cái vấn đề giveaway nó làm trễ nải lắm anh em ạ. Bắn nó đi bạn ơi, tôi hỗ trợ đam cho. Đúng rồi. Ôi trời ơi, sao bên kia còn có hai người thế kia. Vậy rồi làm sao tôi test con Newton đây? Coi như là trận đầu tiên mình test cái combo này luôn ha. Mình test cái combo này rồi trận sau mình test Newton cũng được. Sao hết? Ultimate Mander. Coi nè. Ai da, không cao hết được. À, chạy thôi. Mình không làm được thì mình chạy đúng không? Có gì đâu mà khó hả? Tàng hình nè. Rồi pha này ông chết chắc với tôi rồi. Coi đây. Trời ơi, con nó hồi máu kìa. Tổ cha nó thiệt chứ. Đậu xanh nha nó. Chuyến này bạn không. Đó, chuyến này bạn không đi với lạ, tôi KS là phải gọi là trùm luôn rồi.